Mến chào quý khán thính giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Chúng tôi với đội ngũ những biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thực sự hữu ích để quý vị và các bạn có những phút giây thực sự thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, do lượng mưa liên tục và lũ lụt ở thượng nguồn các đoạn huyện Thanh Xu và Thất Tiên của sông Guma ở tỉnh Sơn Tây, nhiều bờ kè bị vỡ và nhiều ngôi làng bị ngập trong lũ lụt. Hôm thứ Năm, người dân lo ngại về một đợt xả lũ nguy hiểm từ hồ chứa phụ ở huyện Thất Tiên khiến thêm nhiều ngôi làng bị ngập lụt. Khoảng gần 17.000 người ở 9 ngôi làng đã được sơ tán đến nơi an toàn trong đêm. Lũ lụt cũng đã phá hủy đường sắt và cầu. Người dân Sơn Tây đã đăng trên Weibo để bày tỏ sự tức giận của mình. Toàn bộ Sơn Tây đã bị khoét rỗng hôm thứ Tư do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục và nước ở thượng nguồn. Các đoạn Thanh Xu và Thất Tiên của sông Guma ở Sơn Tây đã bị vỡ bờ đê, làm ngập nhiều ngôi làng và khoảng gần 17.000 người ở 9 ngôi làng đã phải sơ tán trong đêm. Theo một báo cáo khác, hôm thứ Năm tại thị trấn Tấn Trung, Sơn Tây, do lượng mưa lớn liên tục, mực nước của hồ chứa sông Hàm Dương một lần nữa lại vượt quá mức cảnh báo và tràn sang các khu vực xung quanh, làm ngập lụt đất canh tác của địa phương và đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân tuyến đường sắt Nam Thông Phố. Một video do cư dân mạng đăng tải cho thấy phần móng của một tuyến đường sắt nhất định ở đoạn Thất Tiên của tuyến đường sắt Kim Trung Nam Thông Phố ở tỉnh Sơn Tây đã bị lũ cuốn trôi và hơn 10 mét đường dây bị treo lơ lửng trên không trung. Một đoàn tàu chở hàng đã phải dừng khẩn cấp. Người dân địa phương cho biết lũ cuốn trôi phần móng của đường sắt, chỉ còn lại đường dây tà vẹt treo lơ lửng trên không giống như một cây cầu xích, cảnh tượng rất nguy hiểm. Theo các báo cáo, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục, mố cầu sông Tường Nguyên ở giữa Thất Tiên và Đông Quan trên tuyến Nam Thông Phố ở tỉnh Sơn Tây đã bị cuốn trôi. Một số cư dân mạng báo cáo rằng lưu vực sông Phần đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thảm họa. Tôi thực sự sắp khóc. Trận mưa xối xả ở quê tôi thực sự đã gây thiệt hại rất nặng nề. Lấy gia đình tôi làm ví dụ, cánh đồng rau của nông dân đã bị sông Phần tràn ngập. Trên đường trở về Bắc Kinh, tôi đã nhìn thấy rằng nhà kính hai bên quốc lộ cũng bị ngập, tất cả đã bị ngập rồi. Bố mẹ tôi vẫn ở ngôi nhà cũ và sân cũng bị sạt lở rồi. Ngoài ra, nước sông Phần đã lan rộng ra khắp một vùng rộng lớn. Khi chúng tôi xuống cầu thang vào buổi sáng, cửa của tòa nhà đã đầy nước, ngập khoảng 1/3 diện tích lốp ô tô. Vừa rồi gia đình tôi gọi điện, hiện tại nước ít nhất cũng đã ngập đến 1/2 lốp, người đi bộ hay lái xe hoàn toàn không thể. Tóm lại là rất nghiêm trọng, nhưng mấy ngày nay ở nhà chỉ thấy thiên tai xảy ra, hoàn toàn không thấy chính quyền có hành động gì. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương hôm thứ Sáu, do lượng mưa gần đây nên dòng chính và các nhánh của lưu vực sông Phần đã dâng cao đáng kể. Ước tính vào khoảng 7 giờ sáng thứ Sáu, đỉnh lũ lớn nhất trong hơn 40 năm qua sẽ tràn qua huyện Tân Cương, thành phố Vận Thành. Sáng sớm thứ Sáu, người dân làng Phấn Hà ở Lục Lương cũng sơ tán qua đêm. Thưa quý vị, vào khoảng 4 giờ sáng thứ Hai, huyện Trấn Bình, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây đã hứng chịu một trận lũ lụt nghiêm trọng. Truyền thông chính thức cho rằng đây là trận lũ lụt ngàn năm có một. Tuy nhiên, lượng mưa ở huyện Trấn Bình chỉ là khoảng 120mm. Các hồ chứa lớn ở thượng nguồn đều đang trong tình trạng vượt mức giới hạn lũ và lũ không lên từ từ mà xuống đột ngột. Cư dân mạng đặt ra câu hỏi, hồ chứa nước An Khang có thể lại bí mật xả lũ vào nửa đêm. Theo truyền thông địa phương đưa tin, cùng ngày tại đoạn sông Nam Giang, huyện Trấn Bình, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, mực nước cao nhất vượt quá 883m, lưu lượng lớn nhất vượt 2.200m³/giây. Độ sâu của nước ở khu vực trũng thấp của thành phố Tiểu Tâm và Thạch Tử Bình ở quận Lỵ là hơn 1,5m. Theo các báo cáo, huyện An Khang đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lượng mưa lớn. Lượng mưa tại ba trạm quan trắc ở Trấn Bình đều vượt quá 120mm và lượng mưa lớn nhất được ghi nhận là 139,8mm ở Trấn Bình. Các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin rằng hai hồ chứa lớn ở thượng nguồn, hồ chứa An Khang và hồ chứa Thạch Tuyền đang hoạt động vượt mức giới hạn lũ. Mực nước ở thượng lưu của hồ chứa An Khang là 326,47m, mực nước vượt mức đảm bảo là 1,47m, lưu lượng vào là 11.308m và lưu lượng ra là 7.748m³/giây. Cư dân mạng đặt ra câu hỏi, nếu xả lũ bình thường thì lũ không lên đột ngột mà lên từ từ. Lần này lũ về bất ngờ vào lúc nửa đêm, nhiều con đường bị cuốn trôi, nhà cửa ở thị trấn, làng mạc bị cuốn trôi. Nhưng các nhà chức trách đã không đề cập đến bất kỳ trận lũ quét nào cả. Nhiều khả năng các hồ chứa An Khang và Thạch Tuyền ở thượng nguồn gặp nguy hiểm, phải dốc toàn lực để xả lũ. Nhưng người dân vùng hạ lưu không được thông báo trước. Các phương tiện truyền thông chính thức cũng đăng tải hình ảnh xả lũ từ hồ chứa. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, 7 ngôi nhà ở huyện Trấn Bình đã bị sập, đường điện và thông tin liên lạc ở thị trấn Thượng Hải và thị trấn Thủ Thư đã bị gián đoạn. Thông tin liên lạc ở thị trấn Tử Dương Đông Mẫu bị gián đoạn và điện ở 7 ngôi làng bị cắt. Trong một ngôi làng, hai con đường bị sập. 16.310 người trong 6.873 hộ gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa, di chuyển đến nơi an toàn. Theo ghi nhận, nhiều đoạn đường quốc lộ G541 và quốc lộ S225 bị cuốn trôi hoàn toàn. Thậm chí, 3 máy múc và 3 máy trộn trên quốc lộ cũng bị cuốn trôi. Video do cư dân mạng đăng tải cho thấy lũ lụt bùng phát ở quận Trấn Bình, thành phố An Khang vào ban đêm. Nước tràn qua bờ kè sông vào thị trấn và làng mạc,
nhiều nơi trong khu vực đô thị của quận Trần Bình, nước đã ngập sâu hơn 1,5 mét, nhiều tuyến đường bị cuốn trôi, giao thông bị gián đoạn, những ngôi nhà ở vùng trũng thấp bị ngập. Trong video đường biến thành sông, khó phân biệt đâu là sông, đâu là phố, ô tô và thậm chí cả máy múc bị trôi xuống sông, nhiều ngôi nhà bị nước lũ phá hủy. Quý vị thân mến, nhiều tỉnh ở Trung Quốc đại lục đã hứng chịu lượng mưa lớn, hơn 20 tuyến đường cao tốc và 25 quốc lộ trên cả nước đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Nam Trạm ở lưu vực sông Dương Tử, nước dâng vượt mức cảnh báo. Người dân ở huyện Quảng Nam, tỉnh Vân Nam từng bị bao vây bởi lũ lụt và một con phố ở huyện Ninh Viễn, Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam ngập sâu hơn 2 mét. Báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, từ 8 giờ tối thứ ba đến 8 giờ tối thứ tư, phía Tây và Nam Quảng Tây, phần lớn Quảng Đông, Đông Nam sang Tây, phần lớn Phúc Kiến, trung tâm Quý Châu, Đông Nam Vân Nam và lưu vực phía Tây của Tứ Xuyên. Những nơi khác, khu vực có mưa to đến rất to, trong đó có mưa to ở Trung và Tây Quảng Đông, Đông Bắc Quảng Đông và Tây Nam Phúc Kiến. Theo nhật báo truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hơn 20 đường cao tốc và 21 quốc lộ bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối thứ ba, tổng cộng có 5 trạm trong khu vực sông Dương Tử vượt quá mức nước cảnh báo từ 0,40 đến 1,0 m. Các trạm vượt mức báo động chủ yếu nằm ở sông Tương Giang thuộc hệ thống nước hồ Động Đình, sông Cám Giang và các nhánh khác của hệ thống nước hồ Mô Giang. Theo bản tin dự báo thời tiết thủy văn, trong 2 ngày thứ 5 và thứ 6, phía Đông Nam hệ thống nước hồ Bà Dương có mưa to, mưa lớn trên diện rộng. Ngày thứ 7 đến ngày thứ 2 tới, lưu vực sông Dương Tử sẽ có mưa vừa đến mưa to từ Tây Bắc đến Đông Nam. Hồ Động Đình, hệ thống nước Hồ Bà Dương và dòng chính của Trung Hạ Lưu sông Dương Tử, sông Gia Lăng và sông Mô Giang, nước sẽ dâng cao. Dòng chính của thượng nguồn sông Tương Giang sẽ trải qua đợt lũ lớn, vượt mức cảnh báo, dự kiến sẽ vượt quá phạm vi cảnh báo khoảng 1,5 mét và một số của hệ thống nước Hồ Bà Dương có thể hứng chịu lũ rất lớn. Ủy ban sông Dương Tử của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, một phản ứng khẩn cấp 4 để phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán đã được đưa ra. Ngoài ra, huyện Quảng Nam, huyện Văn Sơn, tỉnh Vân Nam bị mưa lớn vào hôm thứ Hai, thành phố bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều cây cối bị gãy đổ, cột điện và lan can bị hư hỏng. Những cư dân gần bệnh viện Đồng Tế ở thị trấn Liên Thành, huyện Quảng Nam đã bị lũ bao vây, trong đó có 5 người lớn và 3 trẻ em. Tầng 1 của căn hộ bị ngập nước, cả gia đình 5 người phải rút lên trú ẩn trên tầng 2 trước khi được di chuyển. Sau trận mưa lớn ở huyện Ninh Viễn, Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam vào 10 ngày, khu vực đường phố bị ngập lụt nghiêm trọng. Anh Trang, một thương gia gần đường Thủy Sư, huyện Ninh Nguyên cho biết, vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, cửa hàng của anh bị ngập nước, chỗ ngập sâu nhất cửa hàng là hơn 1 mét. Anh Trang nói rằng người dân đã câu cá trên đường phố vào ban ngày, có thể cá do người dân nuôi trong ao cá hoặc chợ nông sản bị nước cuốn trôi ra đường. Anh Giang cũng cho biết, trưa thứ ba cửa hàng của anh bị ngập sâu nhất là hơn 2 mét. Nhiều phụ kiện như sạc dự phòng, sạc, pin, ốp điện thoại vẫn chưa được chuyển đi. Anh cho biết, mở cửa hàng hơn hàng chục năm nay, nhiều lần gặp thiên tai nhưng lần này nước lên nhanh quá. Kính thưa quý vị, vào lúc 12 giờ 52 phút ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lô Định, thuộc châu tự trị dân tộc Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Tính đến 20 giờ 30 phút ngày hôm qua, trận động đất đã khiến ít nhất 64 người thiệt mạng, 26 người mất liên lạc và hơn 70 người bị thương. Một số người tiết lộ rằng cảnh báo động đất chính thức nhận chỉ được sau 1 phút trước khi trận động đất địa phương xảy ra. Đáng nói nhất là khi họ đi ra khỏi tòa nhà để tránh động đất, họ đã bị nhân viên phòng chống dịch hoặc quản lý tòa nhà ngăn cản. Trong khi đó, động vật thì chạy toán loạn sau khi có điểm báo động đất, khiến cho người dân than thở rằng người chẳng bằng con chó mèo. Ngoài ra, việc chính thức bác bỏ tin đồn vào cuối tháng trước rằng sẽ có một trận động đất lớn sau hạn hán đã một lần nữa làm dấy lên các cuộc thảo luận ở bên ngoài. Nhân dân Nhật báo đưa tin vào lúc 12 giờ 52 ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Ma Tây, huyện Lô Định, châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, với độ sâu tâm chấn là 16 km. Tính đến 20 giờ 30 ngày hôm qua, trận động đất đã làm ít nhất 64 người thiệt mạng, 26 người mất liên lạc và hơn 70 người bị thương. Tuy nhiên, phần lớn mọi người nghi ngờ rằng con số thương vong tại địa phương vượt xa số liệu chính thức. Nhật báo Đô thị Phương Nam đưa tin rằng nhiều người dân ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh đã chia sẻ trải nghiệm của mình về trận động đất và tin tức gần đó trên mạng xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo ở góc màn hình phía bên phải để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để đón xem những bản tin tiếp theo của ban biên tập chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.